Ngày sắp mua được chơi về đây mình đã mua một cái bóp ít. Cái này rất là vui, cái này là hình cái kem này, cái này cũng đen. Thôi bây giờ mình sẽ đặt nó xuống đây nha. Đó mình sẽ bấm. Đó, các bạn có nghe tiếng không? Nó kêu bóp ít đó. Kêu tiếng lớn ghê hơn các bạn. Xong. Dạ. Bạn Mika, bạn Mika ơi. Mika, hôm nay bạn Mika đi nhà sách, bạn Mika mới mua gì vậy? Bạn Mika mua cái con này nè. Bạn Mika mua cái con này là đâu? Bạn Mika cầm cái con này lên. Wow, con của bạn Mika đẹp quá các bạn ơi. Dạ bạn ơi. Con gì đó Mika? Đuột. Mà con chuột này có chú đèn được con lắm mấy bạn. Đã quá à. Mấy bạn ơi. Các bạn nhìn nè, con chuột. Mấy bạn, mình mới đi nhà sách, mình mới mua được một cái hình, một cái bóp ít hình con gấu nè, với hai quyển sổ nữa. Nó một cái bút mực đây, sẽ cho mấy bạn xem nha. Ding ding ding, cái này bóp mực nè. Đây là một que kem rất là dễ thương luôn. Mấy bạn thấy không, nó có từng trang thích, từng trang sách để cho mình viết đó. Ở đây nữa thì các bạn sẽ thấy rất là có gì nè. Đây, ở đây nó ghi tiếng rất là đã luôn. Giống như chân bong bóng vậy, mình mới để vô một cái là nó nổ thôi. Các bạn mua hàng này chắc bạn thêm nó sẽ bong bóng ha, đẹp không nè. Đã nếu mà các bạn thích video này nhớ cho mình một like và subscribe nha. Tạm biệt, các bạn nhớ chia sẻ video cho mọi người cùng xem nha.